Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với An Phát Computer. Nếu như mà các bạn đã đọc tiêu đề video cũng như xem ảnh đại diện của video này thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là quen thuộc. Bởi vì cách khoảng 3 tháng thì mình đã giới thiệu đến cho các bạn bộ PCP Gaming Advance 1 với giá bán là khoảng hơn 8,5 triệu đồng. Nhưng mà nó đã hoàn toàn có thể chơi được những cái tựa game online sport khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là PUBG. Các bạn có thể chơi nó một cách mượt mà từ mức medium cho tới high setting. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì những cái linh kiện máy tính cấu tạo nên bộ PC đó nó đã không còn để cho các bạn mua nữa rồi. Chính vì vậy mà chúng mình đã quyết định đó chính là xây dựng lên bộ PCP Gaming Advance 1 phiên bản version 2 với rất là nhiều những cái sự thay đổi từ mặt thiết kế cho đến cái cấu hình phần cứng ở bên trong, và giá tiền của nó thì cũng thay đổi đi đôi chút. Và cụ thể thì những cái nâng cấp ấy là gì thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Cái sự thay đổi đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là về vi xử lý. Thay vì con AMD Ryzen 3 2200G thì giờ đây chúng ta đã có con 3200G. Đây là một trong những vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới nhất của AMD thuộc dòng 3000 series. Về cái số nhân cũng như số luồng thì nó hoàn toàn ngang bằng nhau so với thế hệ trước là 4 nhân và 4 luồng. Nhưng mà cái xung nhịp mặc định cũng như khi mà turbo thì nó đã có những cái sự thay đổi nhất định. Chúng ta đã có cái xung nhịp khi mà mặc định sẽ là 3.6GHz và khi mà turbo sẽ đạt ở con số là 4.0GHz. Và ngoài ra nữa thì chúng ta còn có được những cái sự thay đổi nâng cấp hơn, đó là về cái tiến trình. Giờ đây cái tiến trình của nó không phải là 14 nanomet nữa, mà cái tiến trình của nó đã được giảm xuống chỉ còn là 12 nanomet. Nhưng mà có một cái điều mà mình cảm thấy nó hơi bị hoang mang đôi chút, đó chính là về cái TDP cũng như cái điện năng tiêu thụ của nó vẫn dừng lại ở con số là 65W. Đối với bộ máy chủ thì nó được sử dụng ở đây là chiếc A320MK của Asus. Về cái hiệu năng ở trên lý thuyết thì với con AMD Ryzen 3 3200G thì với bộ máy chủ này nó vẫn có thể cung cấp được đủ điện năng và hiệu năng. Thế nhưng sau này khi mà các bạn có điều kiện kinh tế dư giả, các bạn muốn nâng cấp lên những cái vi xử lý cao hơn như là Ryzen 5 hay là Ryzen 7 thì mình nghĩ với bộ máy chủ này nó khó có thể nào cung cấp được đủ điện năng và hiệu năng cho những cái vi xử lý đó. Dung lượng RAM thì vẫn sẽ là 8GB, thế nhưng mà đại diện góp mặt ở đây không phải là Corsair mà thay vào đó sẽ là HyperX. Và thứ mà đáng giá nhất cũng như thay đổi được cái hiệu năng ở trên bộ PCP Gaming Advance 1 version 2 này, đó chính là chiếc card đồ họa GTX 1060 6GB đến từ Innova3D. Dù cho thì đây không phải là một trong những chiếc card đồ họa mới của Nvidia, thế nhưng mà GTX 1060 6GB thì nó vẫn giữ lại được những cái nét đặc trưng của nó, ví dụ như hiệu năng cũng như giá bán ở thời điểm hiện tại của chiếc card đồ họa này nó tương đối là rẻ. Và mình thấy thì có khá là nhiều bạn đang đi tìm cũng như săn đón để có thể mua về sử dụng với những cái nhu cầu của bản thân. Với những cái linh kiện còn lại thì nó gần như là y chang cho bộ PCP Stream Mobile mình đã giới thiệu đến cho các bạn ở trong video ngày trước, bao gồm là một ổ SSD SATA 3 với dung lượng là 240GB, tiếp đến là một bộ nguồn với công suất thay vì 650W thì chúng ta sẽ có một bộ nguồn là 500W, và cuối cùng sẽ là vỏ cây Senko Game Hunter. Với tất cả những cái linh kiện này thì giá bán của bộ PC các bạn có thể tham khảo tại đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video sẽ là khoảng 10,5 triệu. Và để xem thì với một cái mức giá tiền cao hơn thì với Gaming Advance 1 version 2 thì nó sẽ có được những cái sự chênh lệch về cái mặt hiệu năng so với lại bộ PC Gaming Advance 1 như thế nào thì các bạn hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ.
Với những cái tựa game mà mình đã cho các bạn xem sau khi mà test qua bộ PCP Gaming Advance 1 version 2 như thế này, thì các bạn có thể thấy với một cái mức giá tiền cao hơn là khoảng 2 triệu đồng so với bộ PC trước kia, thì về cái mặt hiệu năng nó đã cải thiện được hơn rất là nhiều. Và đi kèm với đó thì chúng ta có thể kết luận rằng thì với bộ PC này nó được sử dụng con card đồ họa GTX 1660. Về cái lượng điện năng tiêu thụ của nó hoàn toàn ít hơn so với con Radeon RX 570, và kéo theo đó thì cái nhiệt lượng tỏa ra của nó cũng sẽ thấp hơn, cũng như nó sẽ giúp cho bộ cày của các bạn nó trở nên mát mẻ cũng và cái độ bền của nó được duy trì lâu hơn so với bộ PC trước kia. Và anh em thì anh em cảm nhận như thế nào về bộ PC này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.